Chào mừng anh chị trở lại với kênh đầu tư cùng với QT Stock. Phi nhuyệt ngày hôm nay thị trường của mình nói đà tăng với phiên ngày hôm qua, tăng 10.27 điểm và kết quả là đóng cửa qua 1.241.62, tăng cao nhất phiên và thanh khoản hiện tại có sự cải thiện nhận lên. Thì em đánh giá thị trường của mình đang vẫn khá là tích cực. Tuy nhiên, về những cái điểm mua mới cũng như là những cái điểm bán thì trong video ngày hôm nay em và anh chị sẽ cùng nhau đi phân tích để có thêm một cái góc nhìn về thị trường. Thì đầu tiên anh chị đừng quên đăng ký kênh cũng như là like video để mà cập nhật được những cái thông tin mới nhất ha. Và ngoài ra nếu như anh chị có bất kỳ những cái câu hỏi nào về cổ phiếu, về thị trường thì mình có thể để lại dưới cái phần bình luận. Em sẽ hỗ trợ trong những cái video kế tiếp. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau quay lại với thị trường trong phiên dịch ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thị trường của mình có những nhịp nhúng ha, có những những nhịp nhúng vào khoảng đầu buổi chiều, sau đó thị trường lại kéo tăng trong nghi ngờ. Và em để ý là có rất nhiều thông tin lo ngại về những cái sự kiện như Trung Quốc và và Đài Loan. Thì đối với cá nhân em thì những cái thông tin đó nó không quan trọng bằng những cái việc mà tâm lý của nhà đầu tư phản ứng với những cái thông tin như thế nào. Tuy nhiên về phiên ngày hôm nay thị trường của mình thể hiện một cái sức mạnh tăng khá là tốt và trong ngày mai thì em nghĩ thị trường của mình sẽ về những cái vùng 1250 250 trên đây để mà lắp cái gap. và trong xu hướng hiện tại thị trường nó đang cho thấy là một cái xu hướng đáy sâu cao hơn đáy trước chứng tỏ là trong một trong những cái cái sóng up trên ngắn hạn và giai đoạn hiện tại thì thị trường của mình vẫn sẽ tiếp tục tăng ha và khi nào thị trường của mình điều chỉnh thì đối với cá nhân em khi mà quan sát thị trường trong những giai đoạn phía trước và theo kinh nghiệm thì em thấy thị trường của mình xuất hiện những nhịp điều chỉnh khi có quá trình cân bằng xe quay mà không bứt được những cái vùng kháng cự. Ví dụ, đây là một trong những cái nhịp mà thị trường của mình điều chỉnh vào giai đoạn uh, giai đoạn uh, tháng 6 ha. Giai đoạn tháng 6 thị trường của mình khi mà đi ngang những cái vùng này khá là lâu và không có những cái dòng tiền tham gia mới đổ vào. Chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là những cái lực cầu, những cái tổ chức họ không tham gia. Và anh chị thấy những cái phiên như vào ngày 9 tháng 6 thì sao? thì khối lượng bắt đầu có sự giảm dần đi, đã khối lượng bắt đầu có sự giảm dần đi, thì thị trường của mình mới về xuất hiện những nhịp điều chỉnh và sau khi thị trường của mình xuất hiện những nhịp điều chỉnh thì sao? thì mình sẽ cùng nhau xem về quá khứ. đây là giai đoạn tháng 8 2021 thị trường của mình xa quay tại những cái vùng kháng cự khá là lâu và dòng tiền không có sự đổ vào mạnh mẽ. À, thì sao thì thị trường của mình sẽ xuất hiện những nhịp điều chỉnh và sau khi thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh sao thị trường sẽ chinh phục về những cái vùng kháng cự bên trên hay là giai đoạn này này đây giai đoạn này thị trường của mình nó muốn lên nó muốn lên khỏi 1350 thì nó phải có một cái phiên rũ bỏ ở đây đó thì sau đó nó mới lên trở lại và trong vấn đề thị trường bối cảnh hiện tại thì em nghĩ đây là một trong những cái vùng đáy ngắn hạn của nó rồi và à, thị trường của mình liệu có điều chỉnh sau hay không thì theo quan điểm cá nhân của em thì mình cũng phải chờ vào những cái thông tin những cái tác động tiêu cực và đối với, đối với là cái tâm lý của nhà đầu tư trong những phiên kế tiếp sẽ như thế nào còn về xu hướng hiện tại mình thấy thị trường của mình vẫn bật tăng khá là tốt tuy nhiên sau phiên ngày hôm nay thì các cổ phiếu hầu như là không kịp điểm mua T3 về cho anh chị vì vậy anh chị cần phải chặn giá với những cái mã cổ phiếu anh chị đang nắm giữ hoặc anh chị đang có lại thì mình nên chia ra mình chốt dần ví dụ như là ngày hôm nay cổ phiếu Hà Đô thì room hệ thống khách hàng của em thì mình cũng đã chốt từ buổi sáng ha hai ba ngày hôm nay thì mình cũng đã chốt liên tục từ những cái vùng này và một vài mã cổ phiếu khác như là bất động sản của công nghiệp như là BCM nè hay là EDC KBC thì mình cũng đã chốt khá là nhiều thôi à, còn xu hướng hiện tại thị trường thì em thấy là thị trường của mình không cho mình bất kỳ một cái điểm mua mới nào an toàn tuy nhiên về xu hướng cổ phiếu thì anh chị hoàn toàn có thể nắm giữ và thị trường của mình Kỳ vọng sẽ chinh phục những cái vùng trên 1250. Và hiện tại không có những cái nhịp tín hiệu để mà anh chị có thể mình giải ngưng à, kịp tay ba ha. Nên là anh chị cần phải chú ý. Và giai đoạn hiện tại thị trường của mình thì em thấy đã có một cái quá trình tích lũy đáy ở đây cũng khá là cứng. Và đây là một trong những cái nguyên nhân để mà thị trường có những cái kết quả. Kết quả đây là gì? Kết quả đây là những cái phiên bực tăng. Và giai đoạn gần đây thị trường của mình bực tăng cũng khá là nhanh à, từ những cái vùng. À, dưới 1 2, khoảng 1.278, 1.280 và hiện tại là bao nhiêu? Hiện tại cũng đã tăng gần 1.250. Mà thị trường tăng khá là sốc. Mà khi thị trường tăng khá là sốc, đây là giai đoạn gì? Đây là giai đoạn thân cá của một chu kỳ cổ phiếu à, của một chu kỳ thị trường thì anh chị để ý là gì khi giai đoạn thương cá là một trong những giai đoạn dễ kiếm tiền nhất và nhà đầu tư thường mất tiền ở giai đoạn gì anh chị giai đoạn đuôi cá và khi nào thị trường của mình xuất hiện những giai đoạn đuôi cá đó là quá trình thị trường cân bằng xe quay đi ngang mà không có những cái dòng tiền tham gia và à, em nghĩ là từ cuối tuần này đến đầu tuần sau thị trường của mình sẽ tăng cái rủi ro lên vì vậy mình cần phải chú ý và tùy mã cổ phiếu nó sẽ có những cái vận động riêng và những cái video ngày hôm nay là các cổ phiếu Benny còn những cái điểm mua hay không thì bây giờ em và chị sẽ cùng nhau đi phân tích qua một vài cổ phiếu penny trong phiên ngày hôm nay bởi vì ngày hôm nay thị trường của mình khối lượng dịch cũng khá là cải thiện một phần là có sự tăng của những cái mã cổ phiếu như là long điền flc hay là ita ha và cổ phiếu Long Điền thì mình sẽ đi phân tích đầu tiên Ngày hôm nay đó là điểm mua của cổ phiếu Long Điền ha Nếu như anh chị bắt được những cái vùng giá buổi sáng tốt thì đó là điểm mua Còn sau ngày hôm nay thì em nghĩ là không còn điểm mua Bởi vì những cái vùng kháng cự bên trên là một trong những cái vùng kháng cự khá là cứng của cổ phiếu Long Điền này và đối với những cái cổ phiếu penny thì cái quy tắc mua nó sẽ như thế nào và đối với penny thì theo quan điểm cá nhân của em thì thường á, khi một cái cổ phiếu penny mà nó có quá trình đi ngang tạo nền với khối lượng bắt đầu có sự nhỏ giọt đi thì anh chị có thể mình tham gia giải ngân ngắn à, giải ngân thăm dò với những cái mà cổ phiếu penny và khi nó có những cái nhịp bùng nổ thì đó là một trong những cái nhịp cơ hội mà anh chị có thể là mình canh chốt lại à, ví dụ ha ví dụ đây là những cái quá trình mà những cái cổ phiếu penny này à, những cái cổ phiếu long điền nó đi ngang xe quay tích lũy với khối lượng càng dần đi thì anh chị có thể mình tham gia với những cái cổ phiếu này với tỷ trọng thấp và sau khi nó bật tăng thì đó là một trong những dịp mà anh chị có thể mình chốt lời ha hay là gì hay là à, đức long này À Đức Long ngày hôm nay cũng bật tăng nè anh chị để ý là gì những cái cổ phiếu mà nó muốn tăng thì ít nhất nó phải có một cái nền tích lũy ngắn ở đây đó nó phải có một cái nền tích lũy ngắn ở đây vậy cái điểm mua trong những cái chu kỳ kế tiếp của Benny thì sao thì anh chị cần phải cân nhắc khi những cái cổ phiếu đi nó có quá trình siết biên với khối lượng kẹn hẹp dần đi đây đây cũng là siết biên với khối lượng kẹn hẹp dần đi thì đó là một trong những cái cơ hội mà anh chị có thể tham gia với nhóm Benny này còn sau ngày hôm nay các cổ phiếu Benny nó sẽ không xuất hiện những cái điểm mua cho anh chị và nếu như anh chị mua đủ thì rủi ro chị sẽ rất là cao ETA ngày hôm nay cũng là điểm mô ha. Đó, hầu như là 80% những cái cổ phiếu penny ngày hôm nay tăng đều có một quá trình tạo nền tích lũy ở đây. Vì vậy anh chị có thể là mình lọc lại những cái mã cổ phiếu penny uh, sắp tới xem nó có tích lũy hay không và nếu như nó đạt những cái tiêu chí mà em vừa chia sẻ tích lũy cạn biên và khối lượng có sự cải thiện giảm dần đi thì nó sẽ có một cái phiên pivot là một cái phiên điểm nổ của cổ phiếu và anh chị hàng toàn có thể lấy vào với những cái cổ phiếu đó. Rồi sau khi đi qua phân tích về những nhóm mini thì mình sẽ cùng nhau đi qua về một vài mã cổ phiếu mà tâm điểm của thị trường ngày hôm nay à, đó là những cái cổ phiếu như là bất động sản ha. Mình sẽ nói về cái cổ phiếu sale. Sale ngày hôm nay khối lượng có sự cải thiện khoảng 9 triệu cổ phiếu ha. Và đối với sale thì cái vùng kháng cự trên 30 33.x 34 đây vẫn còn khá là lớn. Tuy nhiên nó đã có một cái vùng biên tái tích lũy ở đây cũng khá là ổn định và dòng tiền vẫn có sự tham gia ở đây. Thì anh chị nào đang cầm cổ phiếu sale thì mình hoàn toàn có thể nắm giữ. Có thể trong những cái phiên kế tiếp nó sẽ rung lắc thôi. Tuy nhiên về xu hướng nó đã có một quá trình đẩy sâu cao hơn đây trước thì mình cũng có thể mình an tâm ha. Và những cái cổ phiếu này mà nó chỉ nó gãy sâu về những cái vùng này chỉ trường hợp nào anh chị? chỉ trường hợp thị trường của mình quá xấu thì nó mới gãy sâu còn những nhịp điều chỉnh rung lắc năm 10 điểm thậm chí là gì rung lắc 15 điểm mà những cái cổ phiếu này nó không gãy chứng tỏ là có những cái tổ chức họ đỡ giá và mình hoàn toàn có thể nắm giữ và những cái mã cổ phiếu này không còn những cái điểm mua mới trong phiên ngày mai trở đi cũng như là cái rủi ro của nó sẽ cao vì vậy anh chị cần phải chú ý Đây là DG à, DG trong phiên ngày hôm nay cuối phiên cũng kéo ATC đóng nến xanh ha tăng 0.1% và khối lượng hiện tại cũng có sự nhỏ giọt dần đi và nó đang tái tích lũy toàn quanh những cái vùng biên quanh 40 ở đây thì nếu như tích lũy đây vài phiên nữa sẽ có một cái phiên pivot sẽ có một phiên điểm nổ với cổ phiếu này và chờ về những cái vùng 50 tuy nhiên về điểm mua thì cũng sẽ không xuất hiện cũng như là rủi ro của nó cũng sẽ cao hơn Nam Long Nam Long ngày hôm qua bực tăng mà ngày hôm nay cũng trả điểm khi mà về những cái vùng kháng cự có hàng thì mình có thể nắm giữ. Còn điểm mua hiện tại không có. Và nó thấy trend xu hướng hiện tại vẫn đang ổn định ha. Thì những cái cổ phiếu này nó chỉnh quanh đây vài phiên sau đó lại tiếp tục tăng lên về những vùng target bên trên thì cổ phiếu uh, nó cũng phải, phải vận động khi mà gặp những cái lực cản thì sẽ gặp những cái lực bán ra tuy nhiên về xu hướng chung thì vẫn đang thể hiện là một bộ mặt tăng trưởng khá là tốt kdh uh, kdh ngày hôm nay uh, tăng cũng khoảng một phần trăm ha tăng một phần trăm mà các cổ phiếu này tương đối cũng khá là chậm nên là quan điểm cá nhân của em thì em sẽ không đầu tư với những cái mà cổ phiếu này tuy nhiên về target của nó sẽ chinh phục về những cái vùng kháng cự bên trên ha thì mình cũng sẽ chờ tuy nhiên nó sẽ mất thời gian khá là lâu nên chỉ cần phải chú ý rồi à, Đức xanh, đức xanh ngày hôm nay trưởng lại bình thường nha Và target của nó sẽ về những cái vùng bên trên 30 HDC, HDC hiện tại đang tái tích lũy vùng biên này khá là ổn nha Và nó tái tích lũy thêm vài phiên nó sẽ mở ra cho mình một trong những cái điểm mua Vì vậy anh chị đừng quên đăng ký kênh để mà cập nhật được những cái điểm mua trong kênh youtube của em ha Và à, ngoài ra nếu như anh chị có thắc mắc về cổ phiếu thì mình có thể để lại dưới cái phần bình luận các HG hôm nay vẫn tiếp tục tăng rướng nó chỉ thích hợp cho anh chị cầm chốt lại ha và target của nó về những cái vùng kháng cự trên đây thì cũng có rất nhiều nhà đầu tư họ có lãi rồi. Thì anh chị đang cầm cổ phiếu này thì mình có thể mình cân nhắc mình hiện thực hóa một phần lợi nhuận. Và anh chị để ý là gì? Một cổ phiếu nó muốn tăng mạnh thì nó phải có một quá trình tái tích lũy tàu, tàu biên ở đây nè. Đó, nó phải tái tích lũy tàu biên ở đây thì nó mới tăng mạnh được. Nên đó là một trong những cái kinh nghiệm thực chiến mà tương lai mình sẽ cần phải sử dụng. À, À, Vinh Hôm ngày hôm nay cũng là một trong những mà cổ phiếu trù mà kéo thị trường của mình tăng rất là tốt và trước khi tăng nó cũng tái tích lũy biên ở đây nè anh chị. Đấy, tái tích lũy biên với khối lượng nhỏ giọt dừng đi thì ngày hôm nay là một cái phiên tăng cũng khá là ổn định. Tuy nhiên, về điểm mua với Vinh Hôm thì em nghĩ nó mang tính chất là khá là thao túng thị trường nên là em sẽ không tham gia. Cũng như là anh chị nào mà mình đang nắm giữ thì mình có thể chờ về những cái vùng target bên trên là 65 ha. À, những cái cổ phiếu này mang tính chất là hơi bỏ cung làm giá và những cái lượng hàng trong những cái tay tổ chức cũng khá là nhiều nên mình cần phải chú ý ở những cái cổ phiếu này. À, có thể là gì có thể nó sẽ tăng chậm nhưng mà có những lúc nó giảm mà mình không biết lý do tại sao giảm ha rồi chứng khoán chứng khoán ngày hôm nay cũng có sự phân hóa một, một vài mã cổ phiếu bật tăng cũng rất là tốt còn một vài mã cổ phiếu thì nó vẫn đang trong những quá trình hấp lại những cái lực cung bán ra từ phía trên ha rồi mình sẽ phân tích về một vài mã cổ phiếu à, vốn hóa lớn ha như là HCM ngày hôm nay đóng cửa quanh tham chiếu khối lượng cũng khá là lớn thì ở đây nó vẫn đang gặp những cái lực cản ha <laughs> vẫn đang gặp những cái lực cản và nó không xuất hiện những cái điểm mua và nếu như nó tái tích lũy đây quá lâu mà nó không tăng thì nó sẽ có nhịp rũ và sau đó như nào và sau đó sẽ bật tăng trở lại và mình cần phải chú ý với những cái cổ phiếu này trong giai đoạn sau nếu như khi mà nó rũ và nó có khối lượng kiệt dựng đi thì nó sẽ là một trong những cái điểm mua mà chỉ cần phải chú ý SHS, SS ngày hôm nay bị bán nhưng mà khối lượng lớn uh, nó cũng không gãy quá sâu thì nó vẫn đang hấp cung lại những cái lượng nhà đầu tư còn kẹp trên đây nè nói chung là nhìn chung vẫn sẽ ổn xu hướng vẫn có dòng tiền vẫn còn đang nằm trong cổ phiếu này khá là nhiều thì có hàng tỷ thiên hướng nắm giữ. SSI, SSI ngày hôm nay nổ vol ha khối lượng cũng rất là lớn nhưng nó không tăng mạnh, chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là có một lượng lớn tổ chức họ bán ra mới thể hiện là gì? Mới thể hiện là cổ phiếu ngày hôm nay khối lượng lớn mà giá không tăng mạnh. Nhìn chung những cổ phiếu chứng khoán thì sẽ tái tích lũy ra chờ thêm một thời gian trước khi bật tăng trở lại. Và dòng tiền hiện tại nó sẽ lung phiên từng dòng, nó không chảy một uh, nhóm ngành quá liên tục. Có những cái sóng dòng như giai đoạn 2021 nữa mà đây là một trong những cái nhịp mà phục hồi đầu tiên thành ra là các cổ phiếu vẫn sẽ có những cái điểm nổ ví dụ ngày hôm nay cũng có những cái mã cổ phiếu dầu khí này cổ phiếu dầu khí ngày hôm nay cũng bật tăng ha tuy nhiên là gì nó về những cái vùng kháng cự cũng sẽ không có điểm mua mà ở đây có quá trình gì à, siết biên và cạn khối lượng ha nhìn chung cũng khá là ổn thích hợp nắm giữ hơn và target đối với những cái mã nhóm cổ cổ phiếu dầu khí thì BVS tìm ngày sẽ về những cái vùng 27.5 trước mắt ha hay là BSR BSR thì biên ở đây cũng khá là lỏng lẻo ha tuy nhiên là gì khối lượng cũng đang có sự gì khối lượng đang cũng có sự cải thiện à, nhìn chung thì sẽ về những cái vùng bên trên tùy theo những cái tình hình về thế giới bởi vì những cái nhóm mã cổ phiếu nhóm dầu khí nó khá là nhạy với giá dầu thế giới ôi ôi ngày hôm nay bực tăng cũng khá là tốt dòng tiền có sự cải thiện ha, tăng dần lên thì thích hợp nắm giữ bởi vì đây là quá trình gì quá trình cân bằng tái tích lũy ngân hàng của nó thì nó phải có một cái nguyên nhân à, đây là nguyên nhân sau khi nguyên nhân là gì nguyên nhân phải có kết quả kết quả gì kết quả cổ phiếu sẽ chinh phục về những cái vùng cản cự bên trên rồi à, đi qua về nhóm dầu khí cũng như là nhóm chứng khoán và một vài mã cổ phiếu nhóm mini bất động sản thì nhìn chung thị trường của mình nó vẫn đang thể hiện một cái bộ mặt tăng cũng khá là tốt. Về những cái điểm mua thì hiện tại là không có điểm mua mới cũng như là rủi ro của nó của nó cũng sẽ khá là cao. Vì vậy anh chị cần phải chú ý cũng như là nâng chặn lại, hiện thực hóa một phần lợi nhuận với những cái mã cổ phiếu mà đang xa nền mà anh chị đang nắm giữ. Và bây giờ em sẽ hỗ trợ anh chị về những câu hỏi của các anh chị nhà đầu tư. Vì vậy anh chị có thể đặt lại dưới cái phần bình luận, em sẽ hỗ trợ cho những cái video kế tiếp ha. Rồi, à, CTD còn nắm giữ được không? CTD thì hiện tại đây là một trong những cái vùng cản mạnh của nó với khối lượng lớn mà không break được thì chứng tỏ lượng đeo bám đây còn khá là nhiều. Mà một khi lượng đeo bám khá là nhiều thì nó phải có những cái nhịp rũ ha. Và nếu như nó rũ ở đây mà khối lượng lớn thì mình cần nên phải chạy. Còn nếu như nó rũ khối lượng bé mà phục hồi thì nó sẽ là một trong những mã cổ phiếu mà khỏe nhất trong những ngành xây dựng trong giai đoạn sau. À, DG giải 38 ở đây giờ thì hồi nãy em cũng có phân tích ha 38 hiện tại vẫn có thể nắm giữ nó đang tái tích lũy biên ở đây khó lượng có sự cải thiện nhỏ dần đi thì cổ phiếu này phải cần tái hấp thụ về những cái lực cung bên trái của nó thì nếu như nó tái hấp thụ được ở đây thì sẽ có những cơ hội chinh phục về những cái vùng kháng cự bên trên Ờ, à, hút ha hút thì ngày hôm nay có những nhịp bật tăng cũng khá là tốt tuy nhiên về cái nến thì em nghĩ là gì đây là một trong những cái nến mà đang tạo một cái nền số 3 của hút ha đây hút đây là cái nền một của nó này đây là cái nền hai của nó này và đây là một cái nền ba mà khi cổ phiếu nó tích lũy 3n thì đương nhiên là gì anh chị, đương nhiên là nó sẽ có một cái kết quả kết quả của sự nỗ lực à, và nỗ lực ở đây là gì nỗ lực ở đây sẽ chinh phục về những cái vùng bên trên và đối với hút thì doanh nghiệp này cũng khá là cơ bản nên anh chị có thể mình dành một ít thời gian mình tìm hiểu về doanh nghiệp này còn về phân tích kỹ thuật thì em thấy hút vẫn đang thì một cái bộ mặt tái tích lũy những cái vùng biên này khá là tốt tuy nhiên về thị trường sẽ có những nhịp rung lắc thì à, cổ phiếu này sẽ rủ nhẹ về những cái vùng bên dưới thôi có thể là dưới tầm 29 x ở đây sẽ so bực tăng lên trở lại nên mình không cần quá lo lắng với những cái mảng cổ phiếu hút này và mình xem về quá khứ nè quá khứ về cổ phiếu nam long trước khi nó bật tăng mạnh nó cũng phải có ba cái nền tích lũy ha đây, nó có ba cái nền tích lũy đây. Đây là nền một của nó nè. Đây là nền 2. Và à, đây là nền 3. Mà một cổ phiếu nó có ba nền tích lũy thì sao? Nó sẽ có một cái kết quả. Kết quả là gì? Kết quả cho cái sự à, nỗ lực, nỗ lực trước đó làm gì? Nỗ lực trước đó của những nhà đầu tư tổ chức họ gom hàng ở đây, nền 1, nền 2, nền 3 và ba nền thì nó phải chạy như thế nào? Hay là những mặt cổ phiếu như là NTC giai đoạn uh, khá là lâu rồi ha, giai đoạn khá là lâu, năm 2020 ha. Ai nó cũng có mấy nền gì chị. Đây, nền 1 nè nền 2 này nền 3 này đó khi cổ phiếu nó có ba nền thì sao nó sẽ bước vào giai đoạn chạy nước rút nên đối với những cái mạng cổ phiếu hiện tại thì mình cần phải chú ý là gì à, mình phải xem về những cái quá trình tái tích lũy của nó mà nó tích lũy càng chặt thì sao thì nó sẽ bung càng mạnh nên đối với cổ phiếu hút thì quan điểm của em là vẫn tích cực không có quá xấu nên anh chị hoàn toàn có thể nắm giữ ha thị trường này là nhịp hồi hay là nhịp đạp thì như em chia sẻ từ vào đầu video thị trường hiện tại đang tăng cũng khá là tốt mà nó chưa có quá trình cân bằng tái tích lũy kênh trên nếu như nó tái tích lũy cân bằng đây thì nó mới xảy ra những nhịp như thế nào những nhịp điều chỉnh sau đó lại bực tăng tiếp ha đây là quá trình gì tái tích lũy mà dòng tiền nó không hướng vào có sự gì suy giảm về khối lượng thì sẽ có những nhịp rũ còn hiện tại dòng tiền đang có sự cải thiện hơn cải thiện lên nên là mình cũng đừng nên quá bi quan về thị trường mà mình cần phải chú ý là tập trung những cái mã cổ phiếu nào khi thị trường nó của mình điều chỉnh nó sẽ xuất hiện điểm mua chứ không phải là lúc này là mình lo sợ bởi vì khi anh chị lo sợ thị trường nó vẫn sẽ tăng mà khi anh chị hết lo sợ anh chị vào thì sẽ chính dính những nhịp chỉnh ngắn hạn đối với những cái uh, điều chỉnh của thị trường ha à, đây là ví dụ này thị trường mình tái tích lũy kênh trên mà khối lượng có sự giảm dần đi chứng tỏ những nhà đầu tư tổ chức họ không mua thì nó phải có nhịp rũ và sau khi rũ cổ phiếu là thị trường nó cũng lại bật tăng thôi đây tái tích lũy kênh trên này là tái tích lũy nè sau đó rủ ha à, tái tích lũy trước khi lên phải rủ một cái rồi lên nè à, nên quan điểm của em thị trường mình nếu như mà nó xa quay những cái vùng 1250 khá là lâu đó nó xa quay trên đây thì cá nhân em là em sẽ bán 80 phần trăm danh mục của mình với giai hiện tại thì em cũng đã full cổ phiếu ha em cũng đã full cổ phiếu và mình cũng đang canh chốt lời với những cái mã cổ phiếu và nếu như anh chị đang bị mất phương pháp đầu tư mà mình không biết mua những cái mã cổ phiếu nào thì có thể liên hệ với em để mà đồng hành tại room hại tổng khách hàng và video ngày hôm nay em cũng xin kết thúc ở đây nếu như anh chị có bất cứ câu hỏi về thắc mắc thị trường thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại ha. Và kỳ vọng phiên ngày mai thị trường của mình sẽ lắp về những cái vùng gáp trên 1250 và mình cần phải chú ý giai đoạn này. Đó là giai đoạn mình cần chuyển sang những cái hướng là phòng thủ hơn là tấn công. Cảm ơn anh chị đã xem và hẹn gặp lại anh chị trong những cái video kế tiếp.